Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Cũ Duy. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực 3B các bạn. Đây, con đầu tiên mũi tiêu, pin lực, lưng thẳng. Con này độ bò dữ lắm nha các bạn. Xương cối lớn, lưng đôi. À, bò này tầm 7 tháng tuổi các bạn. Xương cối lớn, lưng đôi, tầm 7 tháng tuổi, mông to. Đó, đòn dài. Đó, dai hở pin lực các bạn. Dai hở pin lực nè. Bò tầm 7 tháng tuổi các bạn. Đực 3B này cao 1m05 bò. Đít thì cao 1m1. Đực 3B này cao 1m05 đến cao 1m1. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Con này anh em nuôi nước hậu lớn dữ lắm. Đó, lưng đôi đòn dài mông to nè. Đó, đít ngắn ngắn múi nè các bạn ha. Đực 3B. Cao 1m05 đến cao 1m1. Đó, dài hở nè, đầu chà bá luôn các bạn ha. Chân móng nè, hoàn thiện nè các bạn. Cao 1m05 tới cao 1m1. Cặp đực 3B này thì chủ báo giá là 36 triệu 500 ngàn các bạn. 36 triệu 500 ngàn. Pin dữ lắm các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, đòn dài, mông to, dây hở, đầu chà bá. Đó, lưng đôi. À, bò tầm 7 tháng tuổi, mũi tiêu, cao 1m05 bò, cao 1m1, pin lực. Cặp đực 3B này chủ báo giá là 36 triệu các bạn. Còn tiếp theo, 3B đen nè. Đó, cơ ngắn ngắn luôn các bạn ha. Cũng tầm 7 tháng tuổi luôn các bạn. Cơ ngắn ngắn nha, cũng tầm 7 tháng tuổi luôn nha. Đó. Đít nè. Đít cơ múi nè, chân móng sò nè, dây hở nè, đòn dài nè, mông to nè các bạn. Dây hở đòn dài mông to. Pin dữ lắm các bạn ơi. Pin dữ lắm. Đó, dài cực kỳ hở luôn các bạn. Chân móng đi hoàn thiện hết nè. Đó, chân móng sò nè. Đó, bò này cao 1m05 bò luôn các bạn. Đít cao 1m1. Cặp được 3B này sau này nó có ngang dữ lắm các bạn. Đó. Lai sâu dằn mộng hết biết không. Giá 36 triệu 500 ngàn các bạn. 36 triệu 500 ngàn. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Chân móng đồ hoàn thiện, được 3B đen, cao 1m05 bò, đít cao 1m1. Da mỏng lông sát, chân móng hoàn thiện, tầm 7 tháng tuổi. Giá là 36 triệu 500 ngàn cặp đực 3B này nha các bạn. Cặp đực 3B chủ báo giá là 36 triệu 500 ngàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.